Ngủ đủ giấc sẽ giúp cho não bộ của bạn hoạt động tốt, bạn sẽ giải quyết các vấn đề được hiệu quả và chủ động hơn. Trong video này, chúng ta sẽ nói về cách rèn luyện não bộ của bạn để có thể ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Ngủ ngon, ngủ đủ giấc là điều vô cùng cần thiết để có một sức khỏe và tinh thần tốt. Thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng sâu đến sức khỏe và tinh thần của bạn, thậm chí có thể dẫn đến chứng trầm cảm. Các vấn đề chỉ ra rằng, một trong những cách hiệu quả nhất để trị chứng trầm cảm đó là cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một nghiên cứu về những người trầm cảm cho thấy, sau khi giải quyết được chứng mất ngủ, 87% trong số họ đã cải thiện được chứng trầm cảm của mình. Các triệu chứng trầm cảm của họ đã biến mất sau 8 tuần ngủ ngon. Vậy làm thế nào để cải thiện giấc ngủ? Chúng ta có thể rèn luyện cho não bộ để ngủ ngon hơn. Cũng giống như cơ bắp, khi chúng ta có sự tập luyện sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, thì việc ngủ cũng là một kỹ năng mà chúng ta có thể tự rèn luyện để cải thiện. Được rồi, hệ thống thần kinh của bạn được kích hoạt để bắt đầu chu kỳ giấc ngủ. Điều quan trọng ở đây là bạn phải áp dụng các cách này thường xuyên thành một thói quen. Bạn không thể ép bản thân đi ngủ, nhưng bạn có thể huấn luyện cho bộ não của bạn biết thời điểm nào nên ngủ. Hãy bắt đầu bằng cách tạo thói quen thư giãn trước khi ngủ. Để làm được điều này, hãy cố gắng đi ngủ và thức dậy vào các thời điểm cố định mỗi ngày. Bạn không nên để đèn ngủ quá sáng, dùng đèn mờ với ánh sáng nhẹ để làm mát nhiệt độ và giảm kích thích cho não bộ. Bạn có thể thực hiện một số hoạt động giúp thư giãn như đọc sách hoặc tắm trước khi ngủ để ngủ ngon hơn. Hãy hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử như TV, điện thoại, máy tính bảng. Hãy ngừng sử dụng các thiết bị này trước khi ngủ khoảng 1-2 tiếng. Ánh sáng từ màn hình máy tính, điện thoại có màu hơi xanh giống ánh sáng ban ngày. Đây được coi là tác nhân sinh học để thức dậy, kích hoạt sự tỉnh táo của não bộ. Nếu bạn vẫn phải sử dụng điện thoại hoặc máy tính thì hãy cài chế độ ban đêm hoặc giảm độ sáng của màn hình xuống thấp nhất để đọc. Đặt điện thoại của bạn ở chế độ không làm phiền hoặc tắt chuông điện thoại để tránh ảnh hưởng bởi các cuộc gọi khi bạn đang ngủ. Không nên kiểm tra email công việc của bạn hoặc đọc bất cứ thứ gì có thể khiến bạn căng thẳng để đầu óc của bạn thực sự thư giãn. Một thói quen nhỏ mà bạn có thể làm trước khi ngủ, chẳng hạn như ăn nhẹ và thay một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó bạn đánh răng và lên giường đi ngủ. Ngoài những việc nên làm vào buổi tối, bạn cũng có thể cải thiện khả năng đi vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ bằng việc giới hạn giấc ngủ ngắn trong ngày của bạn dưới 30 phút. Một điều mà bạn cần phải thay đổi đó là hạn chế việc sử dụng các chất kích thích. Tránh sử dụng các chất này ít nhất từ 4 đến 6 giờ trước khi ngủ. Dù chỉ cần uống một tách cà phê hay trà vào sáng sớm cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn trong vòng 48 giờ. Thử loại bỏ caffeine trong vòng 1 tuần và cảm nhận sự thay đổi. Trong vài ngày đầu tiên, có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, thiếu tỉnh táo, nhưng tôi tin chắc rằng những ngày tiếp theo bạn sẽ có năng lượng tốt hơn và tập trung hơn khi làm việc. Bạn sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn, không bị thức giấc giữa chừng nữa. Một số người nghĩ rằng uống rượu có thể giúp họ dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn, nhưng điều đó thật sai lầm. Rượu cản trở khả năng ngủ ngon và tự phục hồi của não bộ. Việc uống rượu trước khi ngủ không những không giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn làm cho bạn mệt mỏi hơn khi thức dậy đấy. Tránh ăn những thực phẩm giàu chất béo, bất cứ thứ gì có thể làm bạn khó tiêu hoặc gây ra chứng ợ nóng trước khi ngủ nếu như không muốn nhăn mặt khó chịu về những phiền toái đó làm cản trở giấc ngủ của bạn. Nếu cảm thấy đói bụng, hãy thử ăn một món ăn nhẹ như chuối và bơ đậu phộng trước khi ngủ. Một ly sữa ấm trước khi ngủ 30 phút cũng là một ý tưởng hay ho giúp bạn ngủ ngon hơn đấy. Tập thể dục mỗi ngày cũng có thể cải thiện đáng kể giấc ngủ của bạn. Chỉ cần bỏ ra 10 phút tập thể dục thể thao cũng tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, việc tập thể dục cường độ mạnh ngay trước khi ngủ thì không được khuyến khích đâu nha. Được rồi, tôi hy vọng rằng những mẹo này sẽ hữu ích trong việc cải thiện giấc ngủ của bạn. Và nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và subscribe, nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé.